Trong lô hàng bay trong tuần vừa rồi thì chiều ngày hôm qua bên em mới cập bến bổ sung thêm một máy Pioneer N50, như các bác ở gọi thị trường Việt Nam đó là Pioneer N50, và đặc biệt đây là cái phiên bản 50A, phiên bản nâng cấp của 50 trơn. Bộ này về hàng thì với thùng xốp và đầy đủ phụ kiện zin, mức giá là 16.500.000. Cách đây khoảng một tuần trước thì em cũng đã có về một bộ và đã bàn giao cho một anh khách ở Hạ Long, và ngày hôm nay thì về bổ sung thêm một bộ nữa. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cận cảnh hình thức của máy để các bác cùng nắm bắt được độ mới cũng như những cái tính năng của máy để các bác cùng tham khảo. Chiếc máy trước đây về hàng thì cũng là hàng đẹp xuất sắc nguyên thùng, và ngày hôm nay cũng như thế, cũng là một con máy nguyên thùng xốp. Và con máy trước thì đã bán về Hạ Long, cũng rất là nhiều bác mua lỡ máy và có hỏi về cái thông tin máy này, ngày hôm nay thì đã về hàng. Như các bác đang nhìn thấy đây thì một con máy nguyên thùng thì chắc chắn khi điều khiển zin là sẽ phải có dây nguồn zin, điều khiển zin, catalog và thân máy. Một con máy N50A đẹp thì cái hình thức của nó phải trên 98%. Các bác có thể nhìn thấy một con máy với cái kích thước của nó là kích thước dân dụng, chiều rộng là 43cm. Với cái kích thước chiều dày của N50A thì nó sẽ dày hơn N50 trơn, và cái khả năng giải mã của N50A thì sẽ nên tới định dạng nhạc DSD. Con máy này thì sẽ nâng cấp hai cái đường USB trước và sau, có nghĩa là chúng ta có hai cái đường để có thể đọc USB và ổ cứng. Ngoài ra màn hình hiển thị cũng được thiết kế lớn hơn. Đây là mặt trước phay nhôm của N50A. Còn đây là phía mặt trên lưng của máy, các bác có thể nhìn thấy. Đây chỉ là những vết bẩn thôi các bác nhá. Mặt trên cũng xuất sắc, em đánh giá khoảng 98%. Con máy này sẽ được sản xuất năm 2014 các bác nhá, 2014, và sản xuất tại Việt Nam. Xuất cho thị trường Nhật, nguồn điện sẽ là 100V. Phía sau của N50A thì chúng ta sẽ có hệ thống analog out với chân leap và right, trái và phải. Hệ thống digital in sẽ bao gồm cáp quang, đồng trục, máy tính và một đường USB từ ổ cứng nữa. Và bên này chúng ta sẽ có một cái hệ thống digital out bao gồm optical và coaxial, cũng có cả đường cắm mạng LAN. Với cái dây cắm mạng LAN thì chúng ta kết nối mạng cho máy và sẽ chơi không dây qua AirPlay với cái con máy N50A này, rất là hay các bác nhá. Có nghĩa là thay vì chúng ta chơi qua Bluetooth thì chúng ta sẽ chơi qua AirPlay. Tuy nhiên cái AirPlay thì nó chỉ khả dụng với những thiết bị của Apple thôi. Vì thế cho nên là những chiếc điện thoại Android thì sẽ không sử dụng được tính năng này. N50A là một trong những con máy Network Audio Player. Vì thế là ngoài khả năng giải mã chuyên nghiệp từ đồng trục, từ coaxial, từ USB đắc, từ máy tính sang ấy, thì nó sẽ tích hợp cho chúng ta cái khả năng cắm mạng, kết nối mạng LAN. Và khi kết nối mạng LAN thì các bác sẽ truyền tải được AirPlay, sẽ có Music Server. Và ngoài ra thì với một con Network Audio Player thì cái khả năng đọc ổ cứng USB cũng sẽ có. Và chúng ta sẽ có cái khả năng đọc lên tới DSD cũng như là Flash Lossless thì đọc đầy đủ hết. Ngoài ra cái ưu điểm của những cái dòng máy của Pioneer nói riêng ấy, so với những cái thương hiệu khác ấy, đó là họ sử dụng một cái màn hình hiển thị dạng LED, và để có thể hiển thị với cái thông tin của tất cả những cái suộc chơi này, tên bài hát, tên ca sĩ, chất lượng nhạc cũng như là cái thời lượng của cái bài hát đó. Nó sẽ hay hơn nhiều so với những sản phẩm của Mahjong cũng như là của Danone. Đó là cái ưu điểm của Pioneer. Bác nào quan tâm tới Pioneer N50A có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Hàng mới về đẹp xuất sắc, thùng xốp, mức giá là 16.500.000 các bác nhá. Khi bán ra sẽ được tặng kèm một cáp quang và một USB với độ với cái dung lượng là 32GB. Thank you.
dẫn nhau đi khi bóng ngã xê tà. Ngừng chơi cho giây phút chia ly này kéo dài, trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Sẽ lặng trong đêm khuất xa dần biết đau tim, mưa thu bay bay sắp xe lòng ngược bài về. Hôm dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn tránh con tàu nữa sao đành, đem bao yêu thương đến nơi nào cách hồi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối trong theo một bóng. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về. Chẳng người ơi, trốn xa xôi chàng trai, còn đem yêu thương khắc lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về, cũng trên chuyến tàu oan hồn. Chuyến xe xưa về chưa?